Với mức độ quản lý của hiệp hội như vậy, thì những sự cố xảy ra chỉ là chuyện sớm hay chiều. Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, ông Phạm Ngọc Hùng đau xót khi chia sẻ về những sự cố đáng tiếc xảy ra vừa qua ở Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam. Bản thân tôi, Nguyên, là Phó Chủ tịch của Hiệp hội này, tôi cảm thấy rất là đau xót, rất là buồn khi đã xảy ra những cái việc như vậy. Nhưng trong cái quá trình 12 năm công tác tại Hiệp hội, tôi thấy rằng cái việc đấy nó với cái mức độ quản lý của Hiệp hội như vậy từ trước đến nay thì nó chỉ xảy ra sớm hay chiều thôi. Khi nói việc ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, chối bỏ trách nhiệm khi trả lời báo chí về trách nhiệm khi tôn vinh công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca lọt top 10 thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017, ông Hùng thẳng thắn nói, đồng chí Bảo nói như thế là ngụy biện, đổ thừa cho đơn vị cấp dưới. Đồng chí Bảo là không, ở dưới đấy là người ta có con dấu riêng, người ta có tư cách pháp nhân riêng, người ta làm gì tôi không biết. Đồng chí nói như thế là ngụy biện. Bởi vì đồng chí là chủ tịch, đồng chí sinh nó ra, thì đồng chí có nhiệm vụ giám sát hoạt động của nó. Nó sai đồng chí phải chấn chỉnh. Ở đây tôi nói thêm một cái nữa. Đồng chí bảo đồng chí không biết cái việc là trao cái giải cho Vinaca. Ngay bên trên bản thân các đồng chí nhìn thấy, ở trên cái bảng trao giải, nó ghi rất rõ đấy là theo quyết định số 12/2017, mà nguyên tắc trao giải nó là luật, các trung tâm đơn vị là phải có quyết định thì mới được tổ chức trao giải. Sau khi có quyết định trao giải thì phải kèm theo là danh sách các cá nhân tổ chức được trao giải. Tôi nghĩ rằng cái đây là đổ thừa trách nhiệm cho đơn vị cấp dưới. Về phát ngôn của ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam về việc các doanh nghiệp phải chi tiền mới được trao giải do Hiệp hội tổ chức, ông Hùng đặt ngược lại câu hỏi cho việc chống hàng giả cho các doanh nghiệp là các doanh nghiệp phải mất tiền hay sao? Bây giờ, thời buổi bây giờ tôi nghĩ, theo tôi nghĩ không có gì làm không cho nhau cả. Thế vậy thì tiêu chí Hiệp hội, đồng chí thành lập ra Hiệp hội để được cái là làm không công à? Tức là phải có đồng chí mới làm à? Hiệp hội là phải hoạt động trên tiêu chí bằng cái tâm của mình. Công tâm, minh bạch, hết lòng hỗ trợ các doanh nghiệp. Về công tác chống giả là công tác rất nóng, không những là hiệp hội mà của nhà nước rất quan tâm. Vậy thì những người đến đồng chí mà không có tiền thì đồng chí không chống giả cho người ta. Tôi phải nhắc lại, nói như vậy không phải hiệp hội nào cũng xấu. Và bản thân trong hiệp hội chống hàng giả cũng không phải là tất cả đều xấu. Tôi nói đây là nói trên vai trò cá nhân. Và nhắc lại lần nữa, đây là vai trò cá nhân. Cá nhân nào làm sai, cá nhân nào vi phạm, cá nhân đấy phải chịu. Còn những cái tổ chức ở trong hiệp hội hoạt động rất tốt, như báo thương hiệu công luận. Một doanh nghiệp muốn tham gia trao thưởng do hiệp hội tổ chức thì phải đóng góp tối thiểu là 40 triệu đồng. Đó là chưa kể đến những nhà tài trợ khác với các khoản đóng góp lên hàng trăm triệu đồng. Ông Hùng chia sẻ. Theo tôi được biết là những cái giải đấy đều có tiêu chí là đóng góp tài chính. Thông thường một doanh nghiệp muốn tham gia là kèm theo cái tiêu chí để được tham gia thì phải đóng góp là tối thiểu 40 triệu. Còn chưa kể đến cái là tài trợ vàng, bạc, kim cương đến hàng trăm triệu hoặc là lớn hơn nữa. Mỗi lần trao giải như vậy thông thường là cho phép trao đến 150 giải thương hiệu vàng và khoảng 150 giải nữa là slogan ấn tượng. Như vậy chỉ cần tính nhẩm thì cũng có thể biết được số tiền đổ về hiệp hội này sau mỗi lần tổ chức các chương trình lớn đến mức nào. Ấy vậy mà theo ông Phạm Ngọc Hùng thì việc thu chi trong hiệp hội lại chỉ có duy nhất ông Lê Thế Bảo và chánh văn phòng kiêm thủ quỹ của hiệp hội được biết. Ông Hùng cũng chia sẻ 12 năm làm việc tại hiệp hội thì ông cũng xin không nhận lương. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là số tiền nói trên đã đi đâu? Nó có được dùng để bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp? Cái việc thu đấy là phải chuyển về cho chủ tịch hiệp hội. Và chi thì chỉ có chủ tịch hiệp hội biết. Các thành viên đến bản thân tôi 12 năm ở hiệp hội tôi cũng không được biết. Chỉ có duy nhất đồng chí Bảo là chủ tịch hiệp hội
và một đồng chí tránh văn phòng kiêm thủ quỹ là được biết cái việc là hiệp hội thu bao nhiêu. Thực ra trong 12 năm tôi tham gia hiệp hội, tôi là người xin là không nhận lương. Liên quan đến việc Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật chống hàng giả thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam 8 năm giả mạo Ban chỉ đạo 389 quốc gia có dấu hiệu đi lừa đảo, nguyên là Phó Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, ông Phạm Ngọc Hùng cũng chỉ ra đích danh trách nhiệm của những người liên quan đến vấn đề này. Từ khi thành lập Trung tâm Công nghệ chống giả cho đến lúc tạm thời đóng cửa là 8 năm. Đồng chí thừa nhận, đồng chí biết rằng là trung tâm đấy thành lập xong trong 8 năm không liên hệ với hiệp hội và đi lừa đảo. Thế thì đồng chí đổ cho là trung tâm. Trong điều lệ, trong quy chế, quy định rất rõ là chủ tịch là người trực tiếp giám sát. Và đồng chí biết rằng cái đơn vị của mình nó đi lừa đảo. Thế tại sao đồng chí biết là trong 8 năm nó đi lừa đảo, đồng chí vẫn để nguyên? Cho nên cái việc đấy, trách nhiệm chính tôi nghĩ rằng trách nhiệm thuộc đồng chí Bảo, chủ tịch hội. Rồi vấn đề thứ hai là đẻ ra các hàng loạt các trung tâm khác, rồi lại tiếp tục sau đấy thành lại bổ nhiệm những cái nhân viên rồi các thứ trong cái vấn đề là của trung tâm kỹ thuật chống giả và tiếp tục lại đi lừa đảo tiếp, như là đồng chí đã phản ánh cái báo cáo trong cái vấn đề Bộ Nội vụ. Vậy thì vai trò của đồng chí chủ tịch ở đâu và trách nhiệm của đồng chí đến đâu? Ông Hùng cũng cho biết, 12 năm làm việc tại Hiệp hội, ông chưa ghi nhận được trường hợp nào mà các cơ quan chức năng đến thanh kiểm tra hoạt động của Hiệp hội. Điều này đã dẫn đến việc thu chi tùy tiện mà không được kiểm soát. Trong 12 năm tôi công tác ở Hiệp hội, tôi thấy rằng chưa có một cơ quan nào đến kiểm tra Hiệp hội cả. Việc hoạt động thu chi tài chính do cái đặc thù Hiệp hội là tổ chức phi chính phủ, cho nên là không phải khai báo thuế, tức là không có sự quản lý của các cơ quan thuế, dẫn đến là thu chi tùy tiện.